phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình mới và thực tiễn hiện nay. Thủ tướng đề nghị có mô hình quản trị kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã tiên tiến kết hợp với mô hình truyền thống phù hợp với tình hình Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh gắn với mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến vai trò, vị trí quan trọng của hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay, nhất là việc thành lập hợp tác xã nông nghiệp để khắc phục tình trạng manh mún nhỏ lẻ, tự phát, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, quy hoạch dùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp vào chiều ngày hôm qua, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong bày tỏ phấn khởi khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát ổn, đã kiềm chế được số ca mắc, đặc biệt là giảm số ca tử vong. Mặc dù vậy, bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan, lơ là, tiếp tục đặt yêu cầu cao trong việc phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao ý thức, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Trong kiểm soát dịch, cần lưu ý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các trường học. Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục nỗ lực cao hơn để giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 tập trung cao nhất cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, trong đó quyết liệt hơn trong việc tuyên truyền vận động tiêm đảm bảo yêu cầu tiến độ. Trước nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa chỉ đạo các địa phương tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nắm nhu cầu, đào tạo, giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động để khôi phục sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư công, tạo điều kiện cho học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường an toàn. chiều nay bộ giao thông vận tải họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ về triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2021-2025 khu vực tây nam bộ có tổng cộng 5 dự án đang triển khai và 6 dự án chuẩn bị đầu tư thuộc địa bàn các tỉnh tây nam bộ trong đó dự án mỹ thuận cần thơ tỉnh vĩnh long tỉnh đồng tháp có tổng chiều dài 22,97 km qua địa bàn tỉnh vĩnh long và tỉnh đồng tháp hiện nay đã bàn giao mặt bằng được 22,38 trên 22,97 km, đạt 97%. Dự án có 4 khu tái định cư, tỉnh Vĩnh Long 3 khu, tỉnh Đồng Tháp 1 khu. Địa phương đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2022. Dự án cao tốc An Hữu hiện Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đang trả sót hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh, giai đoạn 1 Ngày 27 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về chủ trương đầu tư dự án sử dụng giống dây ODA của Hàn Quốc. Hiện chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Dự án đầu tư nâng cấp tuyến cao lãnh lộ tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ để tổ chức lại giao thông. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lại Văn Bé Chính, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Tháp, dự chức Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chúc mừng và tin tưởng tân Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ, cách làm việc khoa học chuyên nghiệp cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Ông là Giang Bé Chính sinh năm 1978, quê quán xã Mỹ Quà, quyền Tháp 10, trình đầu chuyên môn, thạc sĩ tài chính ngân hàng. Tân Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp có bề dày kinh nghiệm hơn 18 năm công tác trong ngành ngân hàng. Thơ Đồng Tháp đồng hành cùng đất sen hồng. Đây là chủ đề của chương trình gặp gỡ giao lưu do Hội Liên hiệp Chân học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Chân hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào sáng nay. Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lê Thị Kim Loan trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà thơ trong tỉnh trong việc góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh địa phương. Bà Lê Thị Kim Loan mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà thơ tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt quyết, tích cực sáng tác nhiều tác phẩm mang bản sắc đặc trưng của đất và người Đồng Tháp, gắn với các nghị quyết, đề án trọng tâm của tỉnh, nhất là nghị quyết về xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Tại chương trình, các nhà thơ đã cùng nhau trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến các chủ đề sáng tác thơ, cách kết nối thơ với học sinh, sinh viên và trường học, phổ biến, quảng bá các tác phẩm thơ đến giới độc giả dân dân. Trong ngày hôm nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 13 ca trong cộng đồng. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 3.378 ca trong đó số bệnh nhân nặng rất nặng đang điều trị là 81 ca. Số bệnh nhân hoàn thành điều trị trong ngày là 384 ca, cộng dồn 43.375 ca, có 2 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 960 ca.